Xin kính chào các anh chị. Thì sau đây mình xin giới thiệu tới các anh chị là cái bộ phụ kiện tay nâng dành cho giường xếp gọn hâm tủ. Thì đây là cái bộ phụ kiện mà nó có rất là nhiều cái ưu điểm so với các loại phụ kiện khác có mặt trên thị trường. Đó là chúng ta quá trình lắp đặt thì rất là đơn giản, chỉ cần khoét một cái lỗ bên cạnh tủ và sau đó thì chúng ta lắp đặt bộ phụ kiện này vào. Cái việc ưu điểm thứ nhất đó là cái quá trình mà điều chỉnh cái lò xo phù hợp với cái thân giường, thì chúng ta chỉ cần đưa tay và chúng ta thay thế cũng như là xếp đặt lò xo một cách dễ dàng ngay bên cạnh tủ như thế này. Song song với đó thì bên trong cái bộ phụ kiện khi mà chúng ta lắp đặt cái khung giường thì nó sẽ cho cái độ khít giữa cái cạnh của cái mép giường với là cái cạnh tủ nó rất là khít. Một bộ phụ kiện này thì có trọng lượng khoảng 18 kg và thép gia công rất là dày. Do đó mà chúng ta khi mà vận hành thì khung giường nó rất là chắc chắn và ổn định. Thì đây là hai cái tủ mà Vina Hardware VNH sẽ demo và để cho các anh chị hiểu được cái nguyên lý lắp đặt như thế nào. Thì mọi thông tin cụ thể anh chị có thể liên hệ các đại lý hoặc là trực tiếp với Vina Hardware để được tư vấn cụ thể. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà được rất là nhiều các cái dự án công trình về nhà ở thông minh, các căn hộ sử dụng rất là nhiều. Tám lò xo một bộ kiện này thì nó bao gồm là chúng ta có thể lắp đặt là tối đa 8 lò xo, thì tùy vào cái trọng lượng của cái giường mà chúng ta sẽ thêm hoặc là bớt cái số lượng lò xo ngay trên cái bộ phụ kiện này để phù hợp với cái tải trọng mà chúng ta lắp đặt cho cái giường, thì nó cũng khá là đơn giản. Giải quyết rất là nhiều các cái vấn đề khi mà các anh thợ lắp đặt các cái phụ kiện mà cho giường xếp gọn rất là ngại, đó là cái việc điều chỉnh lò xo. Bởi vì cái bộ lò xo thì chúng ta là như chúng ta biết thì đối với các phụ kiện có mặt trên thị trường thì cái việc lắp đặt lò xo là chúng ta phải dùng một cái bộ bẫy và giữ lại cái mặt giường, và rất là khó mà chúng ta đưa tay vào chúng ta điều chỉnh cái lò xo theo cái nhu cầu. Bởi vì chúng ta để điều chỉnh cái lò xo phù hợp thì chúng ta cần phải sắp đặt lò xo một cách rất là nhiều lần để chúng ta ra được cái thứ tự lò xo để mà phù hợp với cái tải trọng khung giường. Thì thông tin cụ thể anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware VNH hoặc là các đại lý để được nắm rõ thêm thông tin chi tiết. Xin cảm ơn các anh chị.